Có thể nói điện thoại thông minh là một phần không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Ngoài phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, điện thoại thông minh còn hỗ trợ công việc, các giao dịch thông qua các thiết bị kỹ thuật số. Tuy nhiên có một thực tế là người dùng vẫn phải thường xuyên đối mặt với hàng loạt cuộc gọi không mong muốn, quảng cáo gây phiền toái, thậm chí là những cuộc gọi lừa đảo từ các sim rác. Trong cái quá trình làm việc của em thì em cũng hay nhận những cái cuộc điện thoại lạ, như là cứ báo là em vi phạm những vi phạm giao thông nè, rồi có khi thì báo em được trúng thưởng từ công ty này công ty kia. Đôi khi thì trong cái quá trình làm việc của em thì có quá nhiều cuộc điện thoại gọi tới thì em cảm thấy rất là phiền. Ai giờ cũng đang sử dụng điện thoại di động hết, ngay cả các em bé nhỏ cũng đang dùng. Mà cái tình trạng sim rác này thì hiện tại bây giờ rất là phổ biến. Ví dụ như những cái lúc mà em rảnh thì không có vấn đề gì, nhưng mà những lúc em bận thì vô tình nhận được rất là nhiều cuộc điện thoại báo là người thân em bị tai nạn cần phải vô bệnh viện gấp, hoặc là báo em trúng thưởng. Nhưng mà thực tế ra khi gọi điện lại xác minh thì em chả trúng gì cả. Và nó gây ra một cái phiền hà nữa là khi em đi làm việc, số điện thoại của em đã được đăng ký chính chủ, các nhà mạng đã hỗ trợ rồi. Nhưng khi mà em gọi điện cho đối tác của mình thì vô tình mình cũng vào danh sách cuộc điện thoại rác luôn. Nên là nó gây phiền hà cho công việc làm ăn của em nữa. Trước thực trạng đó, các nhà mạng đã đưa ra nhiều giải pháp như không cho phép đại lý ủy quyền, kích hoạt SIM như trước đây. Bên cạnh đó, để bảo đảm chính xác thông tin thuê bao, tăng cường kiểm soát thông qua thủ tục đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định, có nhận diện khách hàng. Sau đó, bộ phận chịu trách nhiệm kích hoạt SIM sẽ thực hiện cuộc gọi video để giám sát lại. Giải pháp công nghệ video call được tích hợp trên thiết bị đầu cuối tại các cửa hàng của nhà mạng. Mỗi cuộc gọi chỉ chiếm thời gian ngắn đủ để xác thực thông tin thuê bao trước khi quyết định kích hoạt. Trong thời gian vừa qua, thì Vinaphone cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế tối đa cái tình trạng SIM rác, những cái cuộc gọi rác và những cuộc gọi lừa đảo ảnh hưởng đến người dân. Thứ nhất là chúng tôi đã triển khai mạnh mẽ cái chương trình chuẩn hóa thông tin thuê bao. Từ đầu năm 2023 đến nay thì chúng tôi đã chuẩn hóa thành công hơn 80% số lượng thuê bao nghi ngờ kích hoạt sẵn. Cái số còn lại mà chúng tôi chưa chuẩn hóa thành công vì nhiều lý do như là khách hàng không liên lạc được với khách hàng hoặc là khách hàng chưa hợp tác, thì chúng tôi đã thực hiện khóa một chiều, hai chiều theo đúng quy định của Bộ Thông tin Truyền thông. Cái giải pháp thứ hai là về quy trình nghiệp vụ, thì chúng tôi đã triển khai quy trình nghiệp vụ giám sát chặt chẽ việc kích hoạt và khai báo thông tin thuê bao theo đúng quy định của Nghị định 49. Cái giải pháp thứ ba là chúng tôi đã triển khai kịp thời khóa ngay những cái thuê bao mà do các cái cơ quan liên quan phản ánh đến hoặc là người dân phản ánh đến là có dấu hiệu lừa đảo và sử dụng SIM kích hoạt sẵn để gọi làm phiền người dân. Cùng với đó, ngành chức năng Lâm Đồng đã tăng cường phối hợp với các nhà mạng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Dẫu vậy, việc xử lý SIM rác cần có lộ trình, khó có thể giải quyết triệt để trong một sớm một chiều. Phối hợp với các doanh nghiệp chuẩn hóa thông tin thuê bao hoặc là tiến hành các cái đợt thanh kiểm tra để xử lý các cái hành vi vi phạm trong phát triển thuê bao, chẳng hạn như là nhập sẵn thông tin thuê bao hoặc là thực hiện không đúng các cái quy trình để phát triển SIM thuê bao. Cụ thể trong năm 2023, Sở Thông tin Truyền thông đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông có mặt trên địa bàn chuẩn hóa 109.549 thuê bao. Và cũng trong năm 2023 thì chúng tôi cũng đã tiến hành thanh kiểm tra, qua đó đã kịp thời phát hiện xử lý hơn 100 thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao cũng như là một số các cái đại lý phát triển thuê bao không đúng quy trình. Đặc biệt là trên địa bàn thì có tình trạng là các cái SIM thuê bao được nhập sẵn thông tin và chuyển từ các cái tỉnh phía Bắc vào để lưu thông trên địa bàn. Việc loại bỏ các SIM rác là một quá trình liên tục. Yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao vừa qua là một biện pháp giảm tình trạng SIM rác, từ đó giúp các cơ quan chức năng thuận tiện hơn trong xác minh, xử lý những trường hợp vi phạm, góp phần ngăn chặn việc phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo. Để tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng việc cập nhật thông tin thuê bao di động gửi tin nhắn giả mạo lừa đảo người dùng, người dân cần lưu ý các tin nhắn cuộc gọi chính thức từ các nhà mạng,
tăng cường cảnh giác đề phòng với những số lạ không rõ nguồn gốc. Nếu nghi ngờ, cần gọi điện trực tiếp tới nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch để xác minh lại. Tuyệt đối không được cung cấp mã OTP hoặc bất cứ thông tin gì khi nhận cuộc gọi từ những đầu số lạ, tránh tình trạng mất SIM hay dữ liệu cá nhân, thất thoát tài chính. Các bạn có đọc thông tin đó không? Thông tin đó là cái gì?